Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình SCTV 8 VTV. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết là tin mưa rông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 đến 14 độ vĩ Bắc, nâng trục dần lên phía Bắc nên ngày mai ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa dao động trong khoảng từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ. Và có nơi là trên 70mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét là ở cấp độ 1. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở các khu vực trên cả nước như sau. Bắc Bộ có nền nhiệt dao động trong khoảng từ 22 cho tới 35 độ C. Trung Bộ sở hữu mức nhiệt là 25 đến 35 độ C. Tây Nguyên có nền nhiệt là 19 đến 33 độ C. Cuối cùng là Nam Bộ, ở đây sở hữu nền nhiệt dao động trong khoảng từ 24 cho tới 32 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió nhẹ. Tới huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 cho tới 10 km trong mưa, gió Tây Nam là cấp 4 cho tới cấp 5. Và cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin dự báo thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước vào ngày mai.